Anh nói rằng lời của Đức Chúa Trời toàn năng là tiếng của chính Đức Chúa Trời, nhưng tôi không chắc chắn lắm đâu. Theo tôi thấy, đây là sự khai sáng của Đức Thánh Linh. Nếu Đức Chúa Trời toàn năng thực sự là Đức Chúa Giê-xu trở lại, thì đáng ra chúng ta phải được cất lên rồi. Nhưng chúng ta chưa thấy ai được cất lên cả. Những lời của Đức Chúa Trời toàn năng là lẽ thật, và chúng thật sự thực tế, thật sự quý báu. Nhưng Đức Chúa Trời toàn năng thật sự là sự xuất hiện và công tác của Chúa hay sao? Tôi thật sự không thể rõ đầu đuôi chuyện này. Có gì mà không rõ đầu đuôi chứ? Tôi không nghĩ Đức Chúa Trời toàn năng có thể là sự xuất hiện của Chúa. Nếu Đức Chúa Trời toàn năng là Đức Chúa Giê-xu trở lại, hẳn chúng ta sẽ được cất lên đầu tiên. Chúng ta đã tin vào Chúa nhiều năm và để chờ đón sự đến của Ngài. Chúng ta cầu nguyện ngày đêm, dốc trọn bản thân và làm việc chăm chỉ vì Ngài và đã chịu khổ quá nhiều. Nếu Đức Chúa Trời toàn năng là sự xuất hiện và công tác của Chúa, tại sao Ngài không cất chúng ta lên đầu tiên? Tại sao Ngài lại cất người của tia chớp phương đông lên đầu tiên? Vậy không công bằng. Đúng vậy. Nếu Chúa đã trở lại, Ngài hẳn phải cất chúng ta lên đầu tiên, thế mới công bằng và hợp lý. Nếu không, chúng ta tuyệt đối không thể chấp nhận đường lối của tia chớp phương đông. Anh Lê, chị Ba, hai người nói rằng, nếu Chúa đã trở lại, hẳn Ngài phải cất anh chị lên đầu tiên. Những lời này là mặc khải từ Đức Chúa Trời sao? Có căn cứ Kinh Thánh nào cho điều này không? Có quá nhiều người thuộc đủ mọi phái tin vào Chúa. Tại sao Ngài phải cất anh chị lên đầu tiên khi Ngài trở lại chứ? Anh chị là phi e-rơ sao? Chẳng phải nói như thế là cuồng vọng tự đại hay sao? Sách Châm Ngôn có câu, tánh tự cao đi trước sự sa ngã. Đức Chúa Giê-xu phán, song có nhiều kẻ ở đầu sẽ nên rốt, và nhiều kẻ ở rốt sẽ nên đầu. Amen. 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 Trước đây tôi chưa hiểu những lời này, nhưng giờ tôi thấy chúng thực tế thế nào rồi, và chúng đã được ứng nghiệm trọn vẹn. Những người đầu tiên lưu ý đến tiếng Chúa và chấp nhận sự xuất hiện và công tác của Ngài là những trinh nữ khôn ngoan, và sẽ là những người đầu tiên được cất lên. Phải. Tất cả những ai không lưu ý đến tiếng Chúa mà chỉ chăm chăm nhìn lên mây trời là những trinh nữ khờ dại. Dù cho những trinh nữ khôn ngoan tin Đức Chúa bao lâu đi nữa, thì khi là những người đầu tiên chào đón Chúa, họ sẽ là những người đầu tiên được cất lên. Phải. Các trinh nữ khờ dại không lưu ý đến tiếng Chúa, thế nên dù họ tin Chúa bao lâu hay chịu khổ bao nhiêu đi chăng nữa, khi Chúa đến họ sẽ bị loại. Phải. Lời phán của Chúa khi trở lại là rõ ràng nhất. Người ta có được cất lên hay không phải coi họ lưu ý tới tiếng Chúa hay không. Có như vậy thì mới công bằng hợp lý. Đúng vậy. Phải. Nếu nghe nói rằng lời của Đức Chúa Trời toàn năng là tiếng Đức Chúa Trời, nhưng lại ngoan cố không chịu chấp nhận Ngài, mà còn phàn nàn rằng Đức Chúa Trời không công bằng, chẳng phải như thế là phản nghịch và chống đối Chúa sao? Đúng là vậy đó. Phải. Mọi việc Đức Chúa Trời làm thật công bằng và hợp lý. Và nếu ta không tin thì chỉ là luống công vô ích. Chúa đã tới để phán lời, người của tia chớp phương đông có thể tìm kiếm lẽ thật và chấp nhận sự xuất hiện và công tác của Chúa, nên dĩ nhiên họ được cất lên đầu tiên. Chỉ những ai có thể lưu ý đến tiếng Đức Chúa Trời mới là khôn ngoan. Điều này thành toàn những lời của Đức Chúa Giê-xu. Kẻ nào tôn mình lên thì sẽ bị hạ xuống, còn kẻ nào hạ mình xuống thì sẽ được tôn lên. Amen. Chỉ có lời Chúa là lẽ thật, những lời này thật sự phơi bày người đúng ta. Thế. Giờ là lúc tỏ lộ ai là trinh nữ khôn ngoan và ai là trinh nữ khờ dại. Người ta được cất lên trước Đức Chúa Trời hay không còn tùy vào thái độ của họ với sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời. Đúng là như vậy. Tạ ơn Đức Chúa. Kiểu thông công này về lời Đức Chúa Trời có hiệu quả thật quá tốt. Phải. Tạ ơn Đức Chúa Trời. Sau khi đọc những lời của Đức Chúa Trời toàn năng, chúng ta có thể xác định rằng chúng đều là lẽ thật, rằng chúng là tiếng của Đức Chúa Trời. Đây không phải là chuyện đơn giản. Điều này chứng minh lời Đức Chúa Giê-xu đã phán, chiên ta nghe tiếng ta. Những ai có thể chú ý đến tiếng Chúa và có thể chấp nhận sự xuất hiện và công tác của Chúa thì là kho báu mà Chúa đến để mang về. Họ sẽ là những người đầu tiên được cất lên. Đây là ân điển của Đức Chúa Trời. Tạ ơn Đức Chúa Trời. Tạ ơn Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta tin vào Chúa mà không thể nghe được tiếng Ngài hoặc chào đón sự xuất hiện của Ngài, thì dù chúng ta đã tin Ngài bao lâu, đã làm việc hay chịu khổ bao nhiêu, hoặc có thể giải thích Kinh Thánh giỏi đến thế nào, cũng đều vô ích cả. Chúng ta vẫn sẽ không được cất lên thiên quốc. Còn ra, nghe được tiếng Chúa là điều tuyệt đối hệ trọng. Đúng là như vậy. Nghĩ lại hồi đầu về các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo và các Pharisee, họ đã tin vô Đức Chúa Trời qua nhiều thế hệ và chắc chắn nhiều người đã làm việc vì Chúa. Nhưng khi Đức Chúa Giê-xu xuất hiện và làm việc,
Họ không chỉ không nhận ra tiếng Đức Chúa Trời và không công nhận những lời Đức Chúa Giê-xu bày tỏ đều là lẽ thật, mà họ còn cáo buộc Ngài phạm thượng. Và chính họ đã phạm thượng khi nói rằng Đức Chúa Giê-xu nhờ quỷ vương mà trừ quỷ. Mọi người thấy đây là vấn đề gì nào? Điều này thật sự đáng để ta suy nghĩ. Đúng vậy. Bên ngoài, nhìn tinh thần có vẻ sốt sắng và có thể làm việc vì Chúa. Nhưng khi Chúa tới, họ không nhận ra Ngài. Và họ thậm chí còn chống đối lên án Chúa và phạm thượng với Ngài. Làm sao loại người này lại không bị Đức Chúa Trời nguyền rủa và hành phạt chứ? Sự xuất hiện và công tác của Chúa trong những ngày sau rốt là để vạch trần tất cả những người này, là để cho thấy rõ cây lúa và cỏ lùn, tôi tớ tốt lành và tôi tớ xấu xa, trinh nữ khôn ngoan và trinh nữ khờ dại, là để phân rõ tất cả mọi người theo loại của họ, đến cuối cùng tất cả sẽ nhận thưởng phạt tùy theo việc họ đã làm. Các trinh nữ khôn ngoan lưu ý đến tiếng Chúa và có thể chấp nhận Chúa cùng vâng phục sự xuất hiện và công tác của Ngài. Còn các trinh nữ khờ dại, kể cả khi nghe tiếng Chúa, họ sẽ chẳng hiểu, chẳng biết và họ sẽ theo con đường của các Pharisee, chống đối và lên án Chúa. Đúng vậy. Đây là những người sẽ bị vạch trần và loại bỏ. Mọi người hiểu lời tôi nói chứ? Có. Chỉ những ai có thể lưu ý tiếng Đức Chúa Trời mới là các trinh nữ khôn ngoan. Chỉ có họ mới có thể chào đón Chúa. Vẫn còn những anh chị em không thể xác định hoàn toàn rằng lời của Đức Chúa Trời toàn năng là tiếng Đức Chúa Trời. Chuyện này là sao đây? Chỉ khi có xác quyết trong lòng rằng lời của Đức Chúa Trời toàn năng là sự bày tỏ lẽ thật thì ta mới có thể xác định được rằng đó là tiếng Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giê-xu phán, chiên ta nghe tiếng ta, vậy tiếng của Ngài là nói đến điều gì? Là thế nào? Tiếng của Ngài không nói đến âm của Ngài như thế nào, mà nói đến những lời phán của Đức Chúa Trời, lẽ thật mà Ngài nói ra. Và tôi hiểu rồi. Sự khác biệt lớn nhất giữa tiếng Đức Chúa Trời và tiếng của con người là thế này. Tiếng của Đức Chúa Trời xuất phát từ chính miệng Ngài. Nó hoàn toàn là lẽ thật, đầy thẩm quyền và uy quyền. Khi nghe chúng ta có thể cảm nhận được thế. Phải. Dù chúng ta có thể giải thích hay không, thì cảm giác thấy thật là đúng đắn. Đúng là như vậy. Đúng là như vậy. Và chúng ta có thể cảm nhận rằng lời của Đức Chúa Trời thật thâm sâu và con người không thể nào dò thấu. Khi người ta nghe, thì lời của Đức Chúa Trời cho phép người ta có xác quyết trong lòng rằng đấy là tiếng của Đức Chúa Trời. Phải, đúng là cảm giác đó. Nhưng những lời của con người, ta cứ nghe là có thể hiểu được và ở trong tầm giới. Dù những lời được con người nói ra từ sự khai sáng và so sáng của Đức Thánh Linh có sinh ích lợi cho chúng ta, thì vẫn chẳng có cảm giác là nó có thẩm quyền và uy quyền. Phải. Nó chỉ như lời của các sứ đồ trong Kinh Thánh. Ta có thể thấy được đấy là lời của con người, thấy được đấy là kinh nghiệm và hiểu biết của con người về lời của Đức Chúa Trời. Hầu hết chúng xuất phát từ sự khai sáng của Đức Thánh Linh, nhưng chúng hoàn toàn khác những lời của Đức Chúa Giê-xu. Sự thật chính là như vậy. Nè, chị thông công như vậy thì giờ tôi đã hiểu rồi. Tôi có thể nhận định được cái gì là tiếng Chúa. Tạ ơn Đức Chúa Trời. Ta đọc thêm vài đoạn lời của Đức Chúa Trời toàn năng nữa nha. Mọi người lắng nghe thêm chút nào. Coi thử lời của Đức Chúa Trời toàn năng có thực sự là lẽ thật hay không? Có thực là tiếng, là sự bày tỏ của Đức Chúa Trời hay không? Có được không? Tuyệt được. Ta đã ban vinh quang của ta cho Israel rồi, lại tước bỏ nó đi. Và sau đó, ta mang người Do Thái đến phương Đông. Và cả nhân loại đến phương Đông, ta đã mang tất cả bọn họ đến với ánh sáng, để họ có thể được thấy lại ánh sáng, được gắn kết với ánh sáng, và không còn phải tìm kiếm ánh sáng nữa. Ta sẽ để tất cả những ai đang tìm kiếm ánh sáng, nhìn thấy lại ánh sáng và thấy được vinh quang mà ta đã có ở Israel. Ta sẽ để họ thấy rằng từ lâu ta đã giáng trần trên một đám mây trắng vào giữa nhân loại, cho họ thấy vô số các đám mây trắng và trái cây sai trĩu trịch. Và hơn nữa, để họ thấy Jehovah Đức Chúa Trời của Israel. Ta sẽ để họ nhìn lên Đức Thầy của người Do Thái, Đấng Messi hằng mong ước. Và diện mạo đầy đủ của ta là người đã bị bắt hại bởi các vị vua trong suốt các thời đại. Ta sẽ làm việc trên toàn vũ trụ, và ta sẽ thực hiện công việc vĩ đại, vén mở tất cả vinh quang của ta.
và tất cả việc làm của ta cho con người trong những ngày sau rốt. Ta sẽ cho những người đã đợi ta nhiều năm, những người đã mong mỏi ta đến trên một đám mây trắng, cho một Israel đã mong mỏi ta xuất hiện một lần nữa, và cho cả nhân loại đã bách hại ta thấy được đầy đủ nhất diện mạo vinh quang của ta. Để tất cả sẽ đều biết rằng từ lâu ta đã lấy đi vinh quang của ta và mang nó tới phương Đông, để nó không còn ở Juda nữa, vì những ngày sau chót đã đến. Đây là thật sự lỗi tiếng của Đức Chúa Trời. Ta đang làm công việc của ta trên khắp vũ trụ, và ở phương Đông, những tiếng sấm không ngừng rền vang, rung chuyển tất cả các quốc gia và giáo phái. Chính tiếng nói của ta đã dẫn dắt toàn nhân loại đến với hiện tại. Ta sẽ khiến toàn nhân loại bị chinh phục bởi tiếng nói của ta, rơi vào dòng chảy này và quy phục trước ta. Vì từ lâu, ta đã lấy lại vinh quang của ta từ khắp thế gian và ban phát lại ở phương Đông. Ai lại không mong mỏi được nhìn thấy vinh quang của ta? Ai lại không thấp thỏm chờ đợi ta trở lại? Ai lại không khao khát được thấy ta xuất hiện trở lại? Ai lại không mòn mỏi trong mong vẻ uy nghi của ta? Ai lại không bước ra ánh sáng? Ai lại không nhìn vào sự giàu có của Canaan? Ai lại không mong mỏi đấng cứu chuộc quay lại? Ai lại không tôn sùng đấng toàn năng vĩ đại? Amen. Tiếng nói của ta sẽ lan truyền khắp thế gian. Nhìn vào những người được chọn của ta, ta mong được nói thêm nhiều lời nữa với họ, như những tiếng sóng vang dội làm rung chuyển những ngọn núi và dòng sông. Ta nói những lời của ta với cả vũ trụ và với nhân loại. Do vậy, lời trong miệng ta đã trở thành báu vật của con người, và cả nhân loại đều trân quý lời của ta. Tia chớp lóe lên từ phương Đông rọi sáng đến tận phương Tây. Lời của ta, có người không muốn vứt bỏ nó đi, và đồng thời không hiểu nổi nó, nhưng lại hạnh phúc hơn nữa vì có được nó. Như một đứa trẻ sơ sinh, cả nhân loại đều vui mừng và hân hoan ăn mừng việc ta đến. Bằng tiếng nói của ta, ta sẽ mang cả nhân loại đến trước ta. Từ đó, ta sẽ chính thức đi vào nhân loại để họ sẽ thờ phụng ta. Với vinh quang mà ta tỏa ra và lời từ miệng ta, ta sẽ khiến toàn nhân loại đến trước ta và thấy rằng tia chớp lóe lên từ phương Đông, và ta cũng đã hạ xuống đỉnh Ô Liu ở phương Đông. Họ sẽ thấy rằng từ lâu ta đã xuống trần, không phải với tư cách là người con của dân tộc Do Thái nữa, mà là tia chớp của phương Đông, vì đã lâu từ lúc ta phục sinh và đã rời khỏi nhân loại, và sau đó tái xuất hiện với vinh quang giữa nhân loại. Ta là đấng được thờ phụng từ cách đây rất lâu, và ta cũng là đứa trẻ sơ sinh bị người Do Thái bỏ rơi từ cách đây rất lâu. Hơn nữa, ta là Đức Chúa Trời toàn năng, vinh quang tột đỉnh của thời đại này. Hãy để tất cả tới trước ngài của ta và thấy diện mạo vinh quang của ta, nghe tiếng nói của ta và nhìn vào việc làm của ta. Đây là toàn bộ ý nguyện của ta. Đó là phần kết thúc và phần cao trào của kế hoạch của ta, cũng như mục đích của sự quản lý của ta. Hãy để mọi quốc gia thờ phụng ta, mọi miệng lưỡi thừa nhận ta, mọi người đặt đức tin vào ta, và mọi dân tộc chịu khuất phục ta. Amen. Thật tuyệt vời. Những lời của Đức Chúa Trời khiến lòng tôi quá xúc động. Đúng vậy, tôi cảm thấy như Đức Chúa Trời đang phán với ta từ tầng trời thứ ba. Phải đó.
Phải đó. Những lời của Đức Chúa Trời toàn năng thật đầy thẩm quyền và uy quyền, rõ ràng đó là tiếng của Đức Chúa Trời. Đúng vậy. Tôi cũng thấy đúng như vậy. Đây là Đức Thánh Linh phán với mọi hội thánh, đây là tiếng Đức Chúa Trời. Amen. Những lời của Đức Chúa thật đầy thẩm quyền và uy quyền. Điều này hoàn toàn khác biệt với lời của một con người. Đây là tiếng của Đức Chúa Trời. Tôi đã coi những lời được Đức Chúa Trời bày tỏ là sự khai sáng từ Đức Thánh Linh. Tôi đã thật quá mù quáng chẳng nhận ra Đức Chúa Trời. Cuối cùng thì tôi đã hiểu được rồi.